Sáng thứ ba đầu tuần, chúng tôi có mặt tại trạm y tế xã Trường Đông, huyện Yên Châu. Bác sĩ Vũ Văn Đạt cùng đội ngũ cán bộ của trạm đang tất bật với công việc khám, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho người bệnh. Tiếp chúng tôi với nụ cười hiền hậu, bác sĩ Đạt cho biết, mùa này thời tiết thay đổi thất thường, lúc rét, lúc nóng, nên có nhiều người bị mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp, cảm, sốt. Vì vậy, cán bộ trạm lúc nào cũng phải túc trực, thăm khám, điều trị cho bệnh nhân. Tuy là trạm y tế xã, nhưng mỗi ngày có từ 15 đến 20 lượt người đến khám chữa bệnh. Trung bình mỗi năm, trạm thực hiện khám cho hơn 5.000 lượt người dân. Tranh thủ lúc vãn bệnh nhân, anh Đạt chia sẻ với chúng tôi. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y, anh trở về Yên Châu công tác, nơi anh sinh ra và lớn lên. Sau đó, tiếp tục học tiếp lên đại học, rồi chuyên khoa. Đến tháng 6 năm 2016, anh đã tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Đến tháng 7 năm 2016, anh được điều động đến công tác tại trạm y tế xã Trường Đông. Địa bàn xã Trường Đông cách khá xa trung tâm huyện, có khoảng hơn 8.000 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của trạm y tế xã còn thiếu thốn, nhưng bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng tâm huyết với nghề, bác sĩ Đạt đã cố gắng hết sức đem những kiến thức đã học của mình ra để phục vụ cho bà con. Trong quá trình khám và điều trị, tôi cũng rất là cố gắng phấn đấu phát huy được những cái kiến thức học tập và thực hành ở tại dưới tại trường và về áp dụng để phục vụ cho bà con. Sau khi khám và cấp phát thuốc cho các bà con và các cụ già và các em nhỏ, thấy được cảm thấy được cái niềm vui trong ánh mắt người bệnh, người dân trên bản vùng cao. Tôi cũng thấy vui mừng và cũng thấy này đó là cái nguồn động viên, là cái động lực để cho tôi cố gắng học tập và phát triển hơn nữa và để phục vụ tốt cho bà con nhân dân. Bác sĩ Đạt thường xuyên đi cơ sở, đến từng nhà dân để tìm hiểu đời sống của bà con, tìm hiểu được các phong tục tập quán của bà con để có cách tuyên truyền đến người dân sao cho phù hợp trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho bản thân. Thấy được sự cố gắng không mệt mỏi, những việc làm cụ thể trong khám chữa bệnh, cứu người của bác sĩ Đạt. Mỗi khi ốm đau, mọi người dân trong xã đều tin tưởng đến trạm y tế xã để khám chữa bệnh. Tôi là hay bị dạ dày được 3 năm rồi. Thì cứ hết tháng là tôi cứ đến trạm đây để khám chữa. Thì nhất là bác sĩ Đạt rất trẻ tuổi và rất nhiệt tình và tính rất vui vẻ và khám cho rất tốt. Mà khám đúng bệnh mà các bác là phát đúng thuốc luôn. Mà bà con ở đây là rất vui và ai cũng là thương nhớ các bác sĩ ở đây nhiều. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm, bác sĩ Đạt cùng với cán bộ y tế của trạm còn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác khám chữa bệnh của trạm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2016, trạm đã khám chữa bệnh cho gần 6.000 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho 3.459 người, tiêm chủng cho 162 trẻ, khám chữa phụ khoa cho hàng trăm lượt người, số trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm dần. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn trong cuộc sống, bác sĩ Đạt luôn hòa nhã với mọi người, được anh em trong trạm quý mến. Trong quá trình công tác của đồng chí thì đồng chí rất là nhiệt tình, có thái độ phục vụ tốt, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp. Và từ khi có bác sĩ về trạm thì
cũng giảm bớt được một phần khó khăn trong công tác khám chữa bệnh tại trạm. Những bác sĩ trẻ như bác sĩ Đạt đã và đang góp phần từng bước nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở nói riêng, ngành y tế của huyện nhà nói chung.